Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Copy của mình nha. Thì hôm nay có chủ đề mà đa số anh em hỏi mình rất là nhiều, thì mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình chữa bệnh nấm á các bạn. Nấm chữa bằng muối thôi. Mình nhà mình thì không có gì ngoài muối đó. Muối với Super One, mình chủ yếu trị bệnh bằng vậy thôi. Muối Super One nha các bạn. Đó. Còn đó, cái hồ mình đang ngâm bên kia là bọn kia nó đang yếu, nó lờ đờ á, ngủ hoàng đêm sáng vậy nó lờ đờ. Mình bỏ muối Super One mình chữa thôi. Giờ cũng lanh rồi nè các bạn. Nó lờ đờ đờ nhưng mà giờ nó lanh rồi nè. Còn mấy con có biểu hiện lắc á là mình cứ chữa vậy thôi. Đó. Thì trước qua chủ đề chính á, thì mình cũng quay một cái bầy cá số lượng hơi khủng của mình cho các bạn xem nha. Đây các bạn. Đây là một bầy cá con Wilson Ribbon mà con mẹ nó hơi dài rồi, con mẹ nó về lứa tư sao các bạn. Các bạn nhìn nó khủng không? Thì rồi giờ mình sẽ cho nó vô hồ mới, nó mới đẻ sáng thôi. Giờ mình sẽ cho nó vô hồ mới cho các bạn cùng chiêm ngưỡng nha, đếm thử bao nhiêu con nha. Thì đây mình sẽ quay con mẹ luôn cho các bạn xem. Con mẹ nó trốn rồi, đó con mẹ nó con biết đâu kia. Đó con biết đâu nó đẻ trong nó tóp bụng luôn bà rồi, nó gãy lưng luôn à. Bụng bự lắm. Đẻ ăn cái xong nó bị tóp luôn. Không phải chưa, cái này con này chưa hẳn là tóp. Có những con nó tóp hơn là nó bị tịch đẻ luôn các bạn, nhưng là một loại bệnh á. Thì anh em cũng hay hỏi mình đó, vấn đề đó. Thì đó là như một loại bệnh rồi, thay đổi thời tiết mà con cá đang bầu á, họ đồng bầu to bầu rồi gì đó, nói chung mà đẻ một cái là nó té tóp luôn, là nó như là không đẻ được nữa và nó chết luôn các bạn. Đó, đây là một cái con cá. Để mình kéo ra mình cho các bạn coi. Đó. Con mẹ đó đó. Con này hồi trước các bạn nhìn thấy nó dài vậy thôi chứ hồi trước nó sọt đẹp lắm. Nó đẻ con cá coi sọt này á thì thường nó đẻ cỡ 4 5 lứa là nó bắt đầu nó dài là càng ngày nó càng đẻ là nó càng dài đó các bạn. Nhưng mà cái con của nó vẫn sọt đẹp nha. Đó. Giờ mình sẽ đếm cái này. Đếm cái này xong rồi mình sẽ thông báo kết quả cho các bạn xem nha. Giờ quay video thì nó dài quá. Đi theo chân mình xuống đếm thôi. Tôi cũng có một số anh em hỏi mình á là mực nước của các con khi nào là nó tốt các bạn. Mực nước của các con mà để nuôi nó. Có khi mình để nước mà mình nuôi luôn nè. Mình để nước như vậy nè. Hồi xưa giờ cá này hồi từ lúc nhỏ lớn nước nó sống ở nước này luôn. Cao lắm. Cái này phải ha. Hơn 20 nha các bạn. Hơn 20. Mực nước nó cao, mình các con cái gì mình cũng chơi dễ đó. Đó như đây thì tùy mực nước mình để bao nhiêu cũng được hết đó. Đây cũng là cỡ 18 19 rồi nè. Cỡ 18 đi. Mực nước của mình là mình để qua ngày là mình bỏ cá. Bỏ cá nuôi. Rồi cái hồ này cá này á. Hồ này đã có cá sẵn rồi. Có cá nuôi sẵn rồi mà mình vớt ra. Các bạn thấy ở dưới đáy nó còn cặn còn đồ tùm lum không? Mình giục cái con mà mình nuôi luôn. Rồi giờ mình sẽ đếm, nhưng mà mình quay lướt qua cái này nha. Đây các bạn, mình đã đếm gần xong. Là mình đếm chẳng là 150 con trong hồ rồi. Trong hồ lớn mà để 150 con rồi, còn hồ ngoài đây nè. Còn cũng còn cỡ hơn chục con nữa. Thì thôi chắc cho lên 160 con, nhưng mà nó vớt mấy con cuối cùng này nó khó quá. Mình đổ qua luôn cho nhanh. Đây là phía dưới á, phía dưới đáy các bạn, là các bạn thấy nó đẻ non không? Nhưng mà đẻ non mà như là những con cuối cùng á, nó yếu nó chết đó các bạn. Cỡ chục con chết nữa. Là bọn này là đẻ được 160 con, chục con chết nữa 170 con. Kinh khủng thiệt, nó đẻ kinh khủng thiệt. Rồi cũng có một số bạn hỏi mình á, là nuôi các con sao cho mau lớn, thì mình cũng nói lại luôn nha. Là mình nuôi theo cái cảm quan của mình thôi. Ví dụ như mà các bạn để cái hồ càng rộng thì càng nhân lớn. Đó giờ mình để vô cái hồ bự luôn, 170 con này mình để vô cái hồ này thiệt bự đây. Rồi để mình cho ăn á. Rồi cách cho ăn nữa. Các bạn cũng hỏi cho ăn mình là cho ăn sao. Đó giờ mình đổ thẳng lên luôn, nước dâng cao lên luôn á. Đó. Đó nước cũng cao lắm. Đó, anh em cứ hỏi sao à độ cặn nó luôn sao nha. Anh em cứ hỏi sao là nuôi sao cho nhanh lớn, rồi nuôi sao cho cá nó đừng chết nè các bạn. Thì mình thấy mình nuôi bình thường à, anh em cứ làm theo mình đi. Là ví dụ như cá mà nó mới đẻ ra này, các bạn cứ thả thẳng vô cái hồ lớn luôn được, mà nước nước thấp lại xíu cũng được, tại do là mình thấy nước cao hơi cao xíu thôi,
Còn các bạn nuôi càng thấp càng tốt nha. Không mà ăn nhầm, nuôi theo cảm quan thôi, không phải càng thấp càng tốt đâu. Thấp quá là nó gì á. Đó. Đây đồ dư đồ ăn thừa cặn của mấy cái hồ trước có cá rồi đó, mình thay bớt ra thôi. Đó mình đổ. Đó. Nói chung á là bo bo thì lúc nào cũng phải có nha. Bọn này mà nuôi cỡ 10 ngày là mà bo bo ngày nào cũng có là nó phát dữ lắm. Nó lớn kinh khủng luôn. Và cái số lượng các bạn thấy cá của mình khủng đúng không? Đâu rồi nó chạy rồi hết rồi. Nãy cái hồ đó là mình đếm 160 con. Gốm thiệt. Cỡ 10 con chết nữa. 10 con chết nữa là 170 con. Con cá nó đẻ ghê thiệt chứ. Lần đầu tiên luôn cá mình nuôi xưa giờ có con này lần đầu tiên số lượng khủng như vậy luôn các bạn. Ủa mà nó chạy hết rồi ta. Nó trốn hết rồi ta. Hình như nó trốn ở góc này nữa các bạn ơi. Góc bên kia không có con cá nào luôn. 160 con mà bên góc mình sáng nó không có chở. Nó trốn qua góc tối rồi. À dưới đáy có, dưới đáy có. Đó. 160 con các bạn thì kinh khủng khiếp không? Rồi quay lại chủ đề chính thì mình muốn chia sẻ kinh nghiệm mình trị nấm á các bạn. Nấm hay là nó yếu cá mà lờ đờ á thì các bạn mình hay xài Super One các bạn ạ. Ví dụ như cá cái bài là Lutobat của mình nè. Lutobat nè. Con một Lutobat này nha là nó dễ bị bệnh lắm. Nó ví dụ như qua một ngày qua một đêm á trời thời tiết mà nó đổ trời trở trời cái là nó bệnh liền. Đó nên mình đem ra mình giữ Super One thôi, cái này là không có muối nha. Trong đây mình không có để muối. Dày quá thì mình tách ra hai hồ. Ví dụ như hồ này các con lên các bạn. Dày quá thì mình đang tách ra hai hồ để cho nó dễ thở. Đó nó khỏe này, bỏ 3 ngày cái là giờ nó khỏe ra là ăn ào ào luôn. Mà lúc mà mới bắt này nó đờ gớm lắm, nó đờ. Đờ mình nhìn thấy tội luôn á. Đó, giờ nó khỏe rồi nè các bạn. Các bạn thì cái dưỡng Super One á thì cái liều lượng trên người ta khuyên dùng á thì nó thấp hơn. Nhưng mà mình thấy cái liều lượng mình xài á là nó thấy ok hơn là các bạn bỏ cỡ 3 lít nước và 6 giọt nha. Mình không phải mình quảng cáo đâu, mình thấy xài hiệu quả rồi mình chia sẻ anh em thôi chứ mình đâu có bán nó đâu. Rồi mình cũng không gì hết nên anh em cứ lên mạng tìm mua. Chứ mình đâu có bán đâu mà mình quảng cáo. Đó, rồi anh em cứ tham khảo. Rồi là Super One không. Rồi chị nấm á. Chị nấm các bạn á mà các bạn nuôi ít á, các bạn nuôi hộp kính sao đó. Các bạn có thể quan sát cái nấm nó mà phát triển từ từ á các bạn. Ví dụ nấm mà nó bám một vài chấm vài giọt giọt á, các bạn làm rất là dễ luôn, qua một đêm là hết thôi. Các bạn ví dụ như cũng nước đây luôn. Để mình qua bên hồ bên đây mình trị nè. Cũng nước ở đây luôn. Đây là mình bỏ vừa nấm vừa Super One nè cho nó khỏe nè. Super One là không phải trị bệnh đâu nha. Super One là một loại thuốc dưỡng cá thôi nha. Dưỡng cá thôi, ví dụ cá đang yếu mình dưỡng cho nó đừ là nó đỡ khỏe, nó khỏe thôi. Còn nấm là muối nữa, phải có muối nha. Ví dụ như các bạn bỏ một lít nước là một muỗng muối nha. Nói cái muỗng ăn cơm, muỗng ăn phở gì đó dễ, muỗng ăn phở, muỗng ăn hủ tiếu gì đó là một muỗng muối vung đó với lại là một lít nước. Các bạn bỏ bình thường cỡ 3 cái hồ khai trắng này các bạn 3 lít là 3 muỗng. Rồi các bạn ngâm qua một đêm là nó hết à, nó rụng nấm luôn. Năm đêm 1-2-4 giờ là nó đầu rụng nấm. Bỏ qua nước mới lại là các bạn nuôi bình thường hả? Ví dụ như giờ bỏ đây nó bắt đầu thay lại nước. Thay lại nước mới 100% luôn ơi. Chứ tại do trong cái nguồn nước đó có cái mầm bệnh rồi đó là nó dễ bệnh lại. Nên các bạn sẽ lại bắt ra. Bắt từ đó bỏ qua đây ngâm. Các bạn bỏ muối bỏ nước vô cho nó tan từ từ nha, đừng có khuấy cho nó tan nhiều là nó bị sốc con cá. Ví dụ như các bạn bỏ muối bỏ nước vô đây rồi để nó tan từ từ theo con cá luôn là cá nó khỏe à. Con này mình mới bắt ra sáng à, con này mới bắt ra sáng nó vẫn còn đừ một xíu nè. Các bạn bắt ra các bạn đừng cho ăn nha, các bạn bắt ra đừng cho ăn. Con này cũng của mình cũng bầu nè mà nó bị hơi bị có vệt trên người á nên mình bắt ra mình dưỡng luôn. Con này lứa mới của nó cũng là 100 con trên 100 con. Bụng đây chưa gì đâu, nó mới đẻ có cỡ 15 ngày à, còn 50 ngày nữa nó đẻ lại. Đó. Nó hơi bị mình để qua ngày, mình mới bắt hồi trưa, mình để qua ngày rồi mình vớt ra lại. Nói chung là ngâm muối đó nó không có tác dụng phụ hết á. Càng muối càng nói chung muối cái muối đó các bạn ngâm loạn không sao nha, làm qua một đêm các bạn soi lại các bạn thấy rụng nấm rõ rệt luôn. Bữa mình cũng bị một bầy nói chung là nuôi cá nhiều số lượng đó các bạn là không tránh khỏi bệnh đâu.
nhưng các bạn nuôi ít đó, thì có thể ít bệnh, còn mình nuôi cả 40-50 hoặc khay, rồi ngoài hồ bự nữa, nói chung là nhiều cả 100 khay dạng vậy đó, nên là 1-2 khay là bệnh là bình thường, và mình mà chữa kịp thời á thì nó sẽ hết, còn mà không nó đã nặng rồi á là có thể khó hết lắm nha các bạn. Bầy này nó hơi yếu yếu nè, sáng 2 ngày trước là nó bỏ ăn rồi mà mình không để ý, mình cứ chủ quan á, xong mới sáng ra nó đừ lắc, giờ mình bắt ra không biết nó khỏe thì nó khỏe lại sao đâu, đây là như là rủi ro thôi đó các bạn. Rồi mình có mấy con cá đẹp này, mình bắt quay cho các bạn xem nha, anh em cũng hỏi cá mình quay sao chứ. HB Red Row này nó tơ quá, để mình bắt bên hồ này. Hồ này có mình có mấy con cá Abino coi sọt rất bông đẹp lắm. Thì anh em cũng hỏi mình quay sao cá cho anh em coi với. Thì đây tiện thể mình quay cho các bạn xem. Một em, hai em, cá mình nuôi hay đó các bạn. Các bạn này thấy không, ở phía trong á, đây ở phía trong á là cá giống nha, ở phía ngoài cũng là cá giống luôn, cá giống nhưng mà size nhỏ á, mình để mình thúc ở ngoài đây, là ví dụ như đồ ăn phía trong á là nó rớt ra ngoài á, là mấy con này lụm đó, hay không đó, nên lúc nào hồ nó cũng hơi sạch, rồi kèm theo những con ốc táo nữa, ốc táo dưới đáy này đó các bạn, đó ốc táo đó, đó là cái hồ lúc nào nó cũng vi sinh, nó ổn định á, là lúc nào nó còn trong hết đó. Cái này cả tháng cũng thay nước còn được, cũng sao không hút cặn cũng sao, tại do nó tuần hoàn qua hết rồi. Các bạn đừng cho ăn dư nhiều quá là được tốt nha, đừng ăn dư nhiều quá. Okay. Ai gọi lại chưa? Các bạn đừng đây là Amino coi sọt rít bông nè, cá form đẹp lắm các bạn. Đây là nó tơ quá nên nó còn màu nha các bạn, nhìn so sánh với mấy con cá giống này nó nhỏ lắm, các bạn so sánh đi với mấy con cá giống nó nhỏ xíu à, nó còn nhỏ hơn con trống nữa mà, nên nó lên vậy là đẹp lắm rồi. Thôi mình cái video cũng dài rồi, với lại là mình hơi bận xíu, có gì mình sẽ quay clip sau cho các bạn xem nha. Thấy hay các bạn nhớ để lại cho mình một đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và nhớ like share gì đó, thấy hay comment cho mình vui với nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.